Mến chào quý khán giả đến với Mới Mỗi Ngày, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Chiều ngày 16 tháng 4, Triệu Lệ Dĩnh đã có mặt tại một trung tâm thương mại ở Trịnh Châu, Trung Quốc để tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới cho thương hiệu đồng hồ nổi tiếng mà nữ diễn viên làm đại diện. Trước đó vài giờ, studio văn phòng làm việc đã nhá hàng tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong sự kiện hôm nay. Xuất hiện trong sự kiện này, Triệu Lệ Dĩnh mặc một chiếc váy trắng cúp ngực vô cùng thanh khiết. Lối trang điểm nhẹ nhàng giúp nhan sắc của cô thêm phần đằm thắm. Trên mạng xã hội sau đó cũng xuất hiện nhiều hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh có mặt tại sự kiện do người qua đường chụp. Ngay khi vừa xuất hiện, công chúng đồng loạt đổ dồn sự chú ý vào bà xã của Phùng Thiệu Phong. Loạt ảnh này do người qua đường chụp cũng vô tình tiết lộ nhan sắc thật của Triệu Lệ Dĩnh. Bất chấp những hình ảnh chưa được chỉnh sửa, nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn vô cùng xuất sắc. Nước da trắng ngần cùng thân hình mảnh khảnh khiến cho Triệu Lệ Dĩnh gần như tỏa sáng ở mỗi khung hình. Để đảm bảo an toàn, ban tổ chức phải sử dụng hàng chục bảo vệ ở khắp các tầng lầu. Theo đại diện ban tổ chức, đây cũng là sự kiện hy hữu tại trung tâm thương mại này. QQ đánh giá Triệu Lệ Dĩnh là nghệ sĩ nữ 8X có lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất tại Trung Quốc với hơn 80 triệu người theo dõi trên trang cá nhân. Vậy nhưng cũng trong chính sự kiện này, Triệu Lệ Dĩnh lại gặp sự cố bất ngờ. Trong lúc đăng mải trò chuyện với MC, một bên khuyên tai của bà xã Phùng Thiệu Phong bất ngờ rơi rớt, vương ngay trên đôi vai trần nuột nà. Tưởng chừng đây sẽ là tai nạn bất ngờ. Vậy nhưng cuối cùng Triệu Lệ Dĩnh lại biến đây thành khoảnh khắc kinh điển, khoe trọn vẹn nhan sắc cùng khí chất thanh tao và nhã nhặn của mình. Trang 163 dành rất nhiều lời khen có cánh cho Triệu Lệ Dĩnh. Nữ diễn viên được khen ngợi ngày càng trưởng thành hơn trong cách cư xử, cô nàng đã giữ được sự bình tĩnh cho đến lúc phát biểu xong mới đeo lại hoa tai. Chính vì điều này đã toát lên thần thái, khí chất sang chảnh của cô nàng tại sự kiện đình đám. Sắp tới thì khán giả sẽ gặp Triệu Lệ Dĩnh trong hai bộ phim Hạnh Phúc Tới Vạn Gia và Ai Là Hung Thủ. Theo QQ, do tuổi tác ngày càng lớn, Triệu Lệ Dĩnh mong muốn tham gia những bộ phim có tính thử thách nhân vật có chiều sâu hơn. Do đó, hai tác phẩm này có ý nghĩa bước ngoặt với sự nghiệp của cô. Trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hà Hạnh Phúc, cô gái được gả đến Vạn Gia Trang nhưng không được lòng mẹ chồng, mâu thuẫn với mọi người trong gia đình chồng. Cô gặp nguy hiểm khi sinh con, lục đục với chồng, phải tự mình tìm kế sinh nhai. Hạnh Phúc lên huyện làm lao công trong một khách sạn, rồi tự học kiến thức và làm nên sự nghiệp của riêng mình. Netizen dành rất nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của Phùng Thiệu Phong, đặc biệt đôi mắt của nữ diễn viên cũng khiến cư dân mạng liên tưởng đến Song Hye Kyo, minh tinh Hàn Quốc nổi tiếng với đôi mắt biết nói. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Mới Mỗi Ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Mới Mỗi Ngày.